Vũ ơi, khách hỏi làm món gì cho ngon em ơi. Ok, đây, để mình giới thiệu anh em rút, đây là rút phơi khô nha. Làm món ăn với cơm là rất là ngon, nhiều món nha. Rang cháy với mắm tỏi này, nấu canh bầu này, nấu canh được nè, xào được nè, chế mì tôm ăn được nè, trộn gỏi rau đặc sản của Hoài Mỹ mình nè, của nhà mình đấy. Bây giờ để tôi làm món này trước, còn từ từ anh em muốn nấu mấy món kia nữa là để mình nấu sau nha. Ok, bây giờ là mình rang ruốc, là mình phải rửa ruốc, cho nước vô, ruốc vô nước lạnh. Đó, mình đến 500 gram hơi nhiều chứ, ruốc khô mà. Đếm từ mấy con này? 4.000 xếp lên bế được con á. Từ nó phải trong ngày luôn á nè. Ruốc này nó nhỏ, nó dễ khô. Tới đây mà ăn không chắc liền chịu nấu á, ăn ngon. Ông Hiển lấy cái ruốc này của bà con đi biển của ở quê mình làm này, nó uy tín này. Với nhiều chỗ sợ có cát nên là mình phải rửa vậy, là cái mục đích là cát rớt rắc xuống nước để đếm ở dưới. Hôm nay là mình chỉ xào. Ăn nó có cát này nó ruốc sạch. Ruốc rất là sạch nha. Cho dầu vô cho anh em. Ủa, bình thường anh thấy người ta xào khô được tiếp luôn mà. Không, cái này mình làm cái này nó ngon hơn. Bình thường anh em mình là rang không, rang khô, có ăn dầu, nhưng mà đây mình rửa nước là mình rang với dầu nó sẽ giòn hơn. Nè, rang mà chừng nào mà cái rang ruốc á nó nổ dưới sòn á, nó nổ tách dễ lên là được. Ok nha anh em. Thôi đấy. Thôi không? Thơm ghê em. Thơm quá thơm à. Đó, bây giờ mình nó giòn hết rồi nha. Đó không? Anh em thấy hồi nãy cái con ruốc nó mèo nó bạc. Mà giờ mèo nó đậm hơn là nó giòn rồi nè. Đó, nó vàng, nó giòn rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp, mình gia vị mắm. Đây là mắm tỏi nha anh em. Mình cũng làm rồi. Cái kiểu ra Vũ làm kiểu này anh thấy mới á nha. Kiểu này làm tinh vi hơn. Cho cỡ 2 muỗng thôi. Bật lửa lên. Mắm tỏi. Tỏi là nhiều nhiều tỏi là thơm, đừng nói nha nè. Đó. Rửa lên. Wow. Ồ, nghe tiếng này chưa? Hết nồi cơm. Xào cho nó khô hết, khô lại luôn nha em. Anh thấy Vũ làm cái kiểu mới này hấp dẫn nè. Cái kia là mình rang theo mình rứ mém vô đúng không? Rồi nó sẽ xào con ruốc. Cái này mình rứ mém vô mình sẽ xào cho nó khô lại nữa. Khô lại nữa thì nó thấm gia vị đều, nó ngon. Này còn là xào khô à? Xào khô. Thơm quá. Đó, đây mùi tỏi lên thơm lận chưa? Mắm nghĩ như tỏi lên mùi rất thơm. Quá đỉnh rồi Vũ ơi. Cái đây mình cứ dứt lên mình ăn cơm mê luôn nha. Anh em tranh thủ chốt đơn nhanh. Vợ em thử ngon không vậy? Lần đầu tiên mình thấy làm kiểu này nè, để mình thử ra sao nha anh em. Kiểm tra thử, nếu ngon thì anh em làm theo nha. Rất là thơm nha các bạn. Mời anh em mời Vũ nha. Gạo dẻo nha. Sao? Trộn luôn, trộn lộn xào ngầu luôn, lấy muỗng múc xúc. Nó ghê à. Đó, vậy mình đúng kiểu. Ăn nghe có lý à. Đây cái xẻng đây. Đâu đừng để nhanh. Ăn dữ vậy. Ăn cho nó đỏ luôn chứ. Đấy. Wow. Có lấy nha. Sao? Gạo nếu là gạo dẻo em. Ăn em không ngủ luôn ngon. Làm này ngon chứ ơi, không cháy. Thôi. Anh em nhanh tay đặt hàng lên nha anh em ơi. Bị này là bị nửa ký. Rất là nhiều. Nửa ký chà bá, anh em mới nấu hết rồi. Nấu hết một nửa rồi. Đó. Đầy bị luôn, mà nửa ký. Đang mùi ruốc nha anh em, số lượng có hạn. Nó làm rất nhiều món. Anh em mà chế mì tôm đấy, anh em không có gì, khóc nhấm bỏ vô chế vẫn ngon. Ừ, đúng rồi.